Hello chào các bạn. Tiếp theo video clip trước về chương Business Analysis Planning and Monitoring. Trong video clip này chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần 3.2 đó là Plan Stakeholder Engagement. Thì các bạn thấy ở đây Plan Stakeholder Engagement. Plan Stakeholder Engagement tức là kế hoạch về sự tham gia, hợp tác, phối hợp của các bên liên quan thì ở đây các bạn thấy là để mà lên kế hoạch cuộc cho các bên liên quan thực sự một bên liên quan là một cái gì đó nó rất là nhiều nó rất là nhiều bên nó rất là nhiều thứ thì các bạn sẽ cần rất là nhiều thời gian các bạn sẽ cần rất là nhiều cái sự phân tích để mà các bạn có thể xác định rõ những cái bên liên quan một cách phù hợp một cách chính xác nhất và một cách đầy đủ nhất để làm việc một cách hiệu quả hơn thì cái phần thứ hai các bạn thấy là cái description là một cái nội dung liên quan tới một cái tổng quan chung ở đây các bạn thấy là stakeholder engagement đó là cái việc mà chúng ta phải lập kế hoạch tham của các bên liên quan làm sao để mà chúng ta phục vụ cho các cái công việc là phân tích kỹ lưỡng các bên liên quan này để mà xác định tất cả các bên liên quan và phân tích các đặc điểm của họ. Từ đó thì cái kết quả của cái việc phân tích đó sẽ được sử dụng cho việc là xác định các cái cách tiếp cận cộng tác nè, các cái cách truyền thông nè để mà cuối cùng là chúng ta lập ra một cái kế hoạch phù hợp nhất để mà chúng ta có thể là uh, xem xét các, các cái khía cạnh một cách đa chiều uh, tích hợp xử lý các cái vấn đề và rủi ro ở các cái khía cạnh khác nhau. thì khi mà các bạn lập kế hoạch cho các bên liên quan á, thì cái mức độ phức tạp đôi khi nó có thể là ngay ngay lúc khởi đầu. đôi khi các bạn sẽ thấy là có một vài cái thôi, có một vài cái bên liên quan nó sẽ tác động vào. tuy nhiên trong quá trình phân tích càng ngày càng ngày càng ngày các bạn sẽ càng thấy là nó càng được mở rộng mở rộng mở rộng bự ra. Dẫn tới là đôi khi mà các bạn làm về phân tích các bên liên quan á nó, nó vừa có một cái ưu điểm đó là các bạn có thể nhìn một cái sự vật rất là đa chiều, nhiều khía cạnh, nhiều góc độ khác nhau. Tuy nhiên, nó cũng sẽ làm cho cái việc phân tích của các bạn nó to lên, nó bự lên. Nó dẫn tới là chúng ta có thể là khi chúng ta phải xác một một cái group một cái mẫu một cái nhóm về các bên liên quan nó, nó to nhiều khi cả ngàn người thì sao nhưng khi các bạn làm cho các bên liên quan cho cả một community một cái city một cái cộng đồng thì cái việc mà xác định các bên liên quan này thì để mà các bạn có thể quản lý quản trị hết những cái đó nó đòi hỏi những cái bước những cái step để mà các bạn quản trị quản lý cũng như là các bạn từ đó các bạn có những cái định hướng khác nhau để mà các bạn có thể sử dụng À, thì ngoài ra thì các bạn thấy là nói về các bên liên quan nghe thì rất là mơ hồ đúng không ạ các yếu tố liên quan tới business analysis ở các góc độ non IT thì các bên liên quan khác nhau nó sẽ cho các bạn những cái góc độ liên quan tới chiến lược liên quan tới công việc liên quan tới tìm kiếm những cái problems những cái opportunity những cái góc độ liên quan khác nhau thì ngoài ra ở khía cạnh về IT thì khi mà các bạn làm software làm digital product các bạn sẽ gặp khá là nhiều cái góc độ về các bên liên quan các bạn hãy nghe các bên liên quan nó sẽ có những yếu tố liên quan tới project team member các bạn sẽ xác định là từ cái project team member đó các bạn có những cái năng lực khác nhau các bạn có cái nguồn lực cái khả năng cái năng lực của cái team có thể làm việc được hay không rồi các bạn sẽ có các yếu tố về mặt user để các bạn làm những cái công việc ví dụ là user story chẳng hạn rồi, cũng như là các bạn sẽ từ các yếu tố user đó các bạn có thể phát triển theo những cái góc độ về user experience về mặt trải nghiệm người dùng những cái đối tượng người dùng khác nhau những cái chân dung người dùng khác nhau à, quay lại chung á, thì các bạn thấy cái việc mà các bạn sắp xếp stakeholder các bạn đánh giá stakeholder các bạn sẽ thấy là đây là một trong những cái công việc các bạn phải dành nhiều effort cho nó các bạn phải dành nhiều thời gian cho nó tại vì nó giúp cho các bạn định hướng rất là dễ dàng tại vì sao tại vì stakeholder thường chúng ta sẽ nói về con người nói về cộng đồng nói về những thứ xung quanh những cái đơn liên quan thì thường là các bạn sẽ thấy là những cái đó chúng ta rất dễ xác định so với những cái yếu tố mang tính là nhu cầu mang tính là công việc mang tính tính là solution v v nó mua hình vạn trạng lắm có một lẻ một cái nhu cầu có một lẻ một cái vấn đề nhưng về mặt con người về mặt sự vật sự việc đối tượng thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có cái mức độ hữu hạn nhất định của nó thì dẫn tới là khi mà các bạn làm về stakeholder, đây là một trong những cái giống như là một cái kim chỉ nam một cái điểm tựa để mà các bạn có thể làm việc một cách dễ dàng hơn Ngoài ra thì tất nhiên là các bạn thấy là cho dù là các bạn set holder như thế nào chăng nữa thì các bạn quay về những yếu tố kia chúng ta vẫn phải có những góc độ liên quan tới context trong mô hình cầm liên quan tới context thì các bạn thấy là căn cứ để mà các bạn làm về set holder thì nó cũng phải, thường thì bản thân mình thì mình thường sẽ là căn cứ vào cái context vì mỗi hoàn cảnh khác nhau, mỗi cái tình huống khác nhau mỗi cái môi trường khác nhau thì cái set holder nó sẽ tương ứng chứ chúng ta không có tách bạch với những cái stakeholder thành một cái góc độ, một cái nhánh tính toán riêng. Làm như vậy các bạn sẽ nó bị expand cái scope ra, các bạn bị expand cái business case ra. Thì nó sẽ không phù hợp. Cho nên là làm cái gì thì làm thì các bạn cũng phải nên nhớ tới cái mô hình back home là các bạn phải xét một cách toàn cục và các cái yếu tố của các cái nhánh của back home nó phải liên quan với nhau tiếp theo về cái cấu trúc về các cái luồng thông tin xử lý đối với cái plan stakeholder engagement này các bạn sẽ thấy là input chúng ta sẽ có hai thứ đó là needs và business analysis approach ờ, cái business analysis approach thì các bạn đã nói ở cái phần trước rồi là cái phương thức tiếp cận và cái thứ hai và input này thì các bạn sẽ nói về cái cái chữ needs cái chữ needs ở đây thì các bạn phải hiểu về cái nhu cầu nghiệp vụ hiểu về các cái nhu cầu của các cái bộ phận các cái team của trong một cái tổ chức của trong một cái team dự án mà nó sẽ tác động vào nó sẽ hỗ trợ vào nó sẽ ảnh hưởng vào thì tất cả những cái yếu tố liên quan tới các cái nhu cầu kinh doanh các cái nhu cầu về mặt nghiệp vụ các cái nhu cầu về mặt các cái khối phòng ban của một tổ chức và nó sẽ ảnh hưởng vào việc xác định các stakeholder các cái nhu cầu này thì các bạn sẽ thấy là uh, mỗi stakeholder nó sẽ, mỗi từ mỗi phòng ban từ mỗi team từ mỗi nghiệp vụ nó sẽ có những cái mong muốn những cái nhu cầu khác nhau rồi cái thứ hai là cái phương pháp tiếp cận ở đây cái input ở đây là cái gì cái input ở đây đó là các bạn kết hợp các cái phương pháp tiếp cận này vào việc và các bạn xác định là stakeholder như thế nào, các cái phương pháp hợp tác, các phương pháp giao tiếp, các cái phương pháp mà chúng ta có thể đảm bảo cái tính nhất quán trong các cái phương pháp tiếp cận. Thì ở đây là các bạn thấy là mọi thứ có một nhấn mạnh ở đây là trong quá trình các bạn làm có các công việc BA, các bạn đòi hỏi cái sự kết hợp lại thành một thể thống nhất tổng quan cũng khá là nhiều đôi khi các bạn thấy là đây là một cái khái niệm khá là lý tưởng nên một cái môi trường cũng khá là lý tưởng tuy nhiên để mà hiệu quả thì đòi hỏi cái sự collaboration cái sự kết hợp lại cái sự giao tiếp một cách tổng thể cái sự kết hợp một cách hài hòa giữa các bên chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta phải, à, mà à, tự làm này này kia được các bạn không có một cái gì đó gọi là kết hợp không có gì đó mà tạo thành một cái hệ thống nhất nhất quán thì các bạn sẽ gặp phải rất là nhiều cái vấn đề là chính người mười ý rồi người này người kia nói ra nói rõ cuối cùng mà các bạn không biết vẫn, các bạn phải làm theo góc độ nào các bạn không biết là các bạn phải làm theo kiểu gì đây là một cái khái niệm đây là một cái góc đề rất là khó khăn khi mà các bạn làm về stakeholder đúng không ạ trong quá trình thực tế làm việc chúng ta cũng sẽ thấy là chúng ta gặp phải rất là nhiều cái việc là chín người mười ý mỗi người mỗi kiểu và đây là cũng là một trong những cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn là đôi khi chúng ta phải cần một người leader đủ khả năng để mà người ta đưa ra decision, đưa ra quyết định. Thì bản thân xác định cái người leader đó cũng là một trong những cái planning về cái stakeholder này. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu những cái yếu tố tác động vào cái việc thành công của cái việc mà lên kế hoạch các cái bên liên quan. Yếu tố đầu tiên đó là thực hiện phân tích các cái bên liên quan, perform stakeholder analysis. Việc phân tích các cái bên liên quan bao gồm chúng ta sẽ việc xác định các cái bên liên quan và đặc điểm của họ chúng ta xác định các cái bên liên quan bằng cách là chúng ta xem xét những người sẽ bị tác động trực tiếp và gián tiếp bởi cái sự thay đổi cũng như là đặc điểm của họ và chúng ta cũng phải phân tích những cái thông tin đó sau khi thu thập được phân tích các bên liên quan này các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ thực hiện lặp đi lặp lại khá là thường xuyên nó giống như một cái iteration một cái vòng lặp để mà chúng ta có thể thực hiện liên tục liên tục trong quá trình mà chúng ta phân tích một danh sách các bên liên quan được chuẩn bị kỹ lưỡng và chi tiết sẽ đảm bảo rằng là các bên liên quan không có bị sót. Thật, nghe một cái câu khá là đương nhiên đúng không ạ? thì việc hiểu rõ các bên liên quan là ai, tác động của những thay đổi được đề xuất của họ và cũng như là ảnh hưởng của họ đối với sự thay đổi là rất quan trọng. À, những cái yếu tố đó nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu được nhu cầu nè, nắm được cái mong muốn và cũng như là kỳ vọng phải thỏa mãn được những cái mong muốn gì, những cái yêu cầu gì, những cái mà chúng ta cần phải tiến hành khi mà chúng ta thực hiện các bên liên quan không được xác định á, các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ bỏ lỡ khá là nhiều cơ hội. Các bạn sẽ thấy là giống như là các bạn làm về các cái dự án về IT đi, các bạn không xác định rõ các cái đối tượng user thì các bạn sẽ gặp phải là chúng ta sẽ bị thiếu tới các cái chức năng tính năng, thiếu những cái user experience cần phải có, đôi khi chúng ta bị thiếu những cái ý tưởng mà có thể phát triển cái sản phẩm nó tốt hơn các cái nhu cầu các bên liên quan thì các bạn sẽ phải cố gắng làm sao chúng ta phải không có được phát hiện muộn đối với các cái nhu cầu các bên liên quan được phát hiện muộn thì các bạn sẽ thấy là nó phản hưởng rất là nhiều các bạn phải thay đổi cái phân tích các bạn phải thay đổi những cái nhiệm vụ các cái công việc mà các bạn đang làm một cách rất là rõ ràng thôi nó sẽ gặp phải hai vấn đề là ví dụ trong về khí cảnh non it đi chúng ta sẽ gặp phải những cái vấn đề liên quan tới việc là nếu như mà chúng ta phát hiện muộn các bên liên quan mình nói một cái đơn giản mà mọi người hay bị miss đó là liên quan tới legal các bên liên quan liên quan tới pháp chế mà các bạn hay bị cú một cái vấn đề là các bạn hay làm cái sản phẩm, làm cái công việc làm cái gì đó, nó cứ làm đi cứ làm cho ào 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 được cái thành tích để báo cáo cấp trên, nhưng cuối cùng chúng ta bị quên cái khía cạnh legal dẫn tới chúng ta phải gặp phải nhẹ thì các bạn phải thêm những cái bước, những cái step những cái góc độ liên quan tới chứng từ giấy phép, còn nặng thì nhiều khi nó vi phạm pháp luật thì sao thì cuối cùng cái công sức các bạn làm thì coi như là đổ xong, đổ bể đó là một trong những cái mà các bạn thường hay gặp đối với cái khía cạnh it và non it đã bị cái chuyện này rồi các khía cạnh về mặt it thì khía cạnh mà it các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta phát hiện muộn thì chúng ta phải bổ sung những cái yếu tố liên quan tới làm sao để mà chúng ta có thể tăng cường những cái chức năng tính năng các bạn phải thay đổi business các bạn phải thay đổi diagram các bạn phải thay đổi luồng đi flow ví dụ như vậy thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều tiến độ dự án À thì ở đây các bạn thấy là cái việc mà cho dù là sớm hay muộn thì các bạn cũng phải xác định các bên liên quan. Tuy nhiên thì các bạn cũng phải đòi hỏi là chúng ta phải xác định cố gắng dành nhiều thời gian để mà các bạn xác định các cái bên liên quan càng sớm càng tốt để mà chúng ta có thể hạn chế những cái rủi ro có thể xảy ra. Tiếp theo các bạn thấy là mỗi người BA người ta sẽ có những cái cách mà chúng ta xác định các cái bên liên quan khác nhau một trong những cái cách mà các bạn có thể sử dụng tới đầu tiên là các bạn nên để ý cái organizational chart, cái sơ đồ tổ chức cái, cái, cái sơ đồ tổ chức đó là một trong những cái basic những cái cơ bản mà những trong những cái dễ xác định nhất ở chúng ta xác định cho cái tổ tổ chức đó, các cái bên liên quan đó, nó giúp cho chúng ta xác định là ở các khối phòng ban như thế nào các cái người các cái bên liên quan các cái công việc nó sẽ tác động vào như thế nào ra sao cũng như là các bạn sẽ thấy là chúng ta có rất là nhiều cái góc nhìn như hồi nãy mình nói các nhìn cái sơ đồ chất đôi khi các bạn sẽ phát hiện ra những cái phòng ba những cái yếu tố mà chúng ta cần phải tham khảo ý kiến tiếp theo thì các bên liên quan các bạn có thể xác định bằng các 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 cái nhà tài trợ các nhà tài trợ ở đây nó không phải nhất thiết là các bạn sẽ hiểu là các nhà tài trợ không nhất thiết là những người mà người ta chi tiền cho dự án mà nên hiểu đôi khi khách hàng các cái đối tượng khách hàng khác nhau Tại vì tại sao mình dùng cái từ khách hàng tại vì khách hàng là người mua sản phẩm của các bạn, là người consume, là người sử dụng sản phẩm của các bạn. Thì khách hàng các cái đối tượng khách hàng khác nhau các cái đối tượng khách hàng mà các cái đối tượng mà người ta mang lại tiền cho các bạn thì họ cũng là một dạng sponsor các cái bên liên quan có ngoài tổ chức có thể được xác định và, và có thể được phát hiện ra bằng cách hiểu trên hợp đồng nè có thể xác định bằng cách các cái yếu tố ví dụ như là cung nhà cung cấp dịch vụ nè các cái mối quan hệ hiện có với tổ chức cũng như là các cái cơ quan quản lý các cái cơ quan nhà nước vân vân mà có thể ảnh hưởng tới công việc rồi chúng ta sẽ có các cái dạng ví dụ là cổ đông nè nhà cung cấp dịch vụ nè cũng mình xem xét khi mà các bạn tìm kiếm các bên bên ngoài Tiếp theo nó là vai trò. Thì việc mà các bạn phân tích các cái vai trò của các bên liên quan, tiêu là để hiểu được vị trí nè, cách thức mà các bên liên quan đóng góp vào các sáng kiến nè, đóng góp vào các luồng công việc nè. Các bạn BA phải xác định rõ các cái bên liên quan khác nhau của một tổ chức, vai trò của nó và tổ chức, vai trò của nó và dự án, vai trò của nó và công việc. Phần tiếp theo đó là thái độ. À, nghe một cái gì đó nó khá là mơ hồ đúng không ạ? Thái độ của các bên liên quan thực sự là rất là quan trọng tại vì có những bên liên quan họ sẽ có thái độ tích cực, họ nhiệt tình, họ sẵn sàng hỗ trợ. Nhưng sẽ có các bên liên quan họ khá là tiêu cực và nó ảnh hưởng rất khá là nhiều với các cái sự thay đổi. Điều này cũng dễ hiểu thôi các bạn. Các bạn thấy là trong thực tế làm việc, các bạn sẽ gặp là có những cái bên liên quan, có những cái đồng nghiệp, có những khách hàng người ta rất là nhiệt tình, người ta rất sẵn lòng hỗ trợ và người ta dành thời gian cho các bạn nhưng cũng có rất là nhiều bên liên quan của rất nhiều khách hàng rất nhiều các cái cơ quan nhà nước hỗ trợ vân vân người ta không hỗ trợ các bạn người hoặc là người ta chậm chạp người ta thờ ơ người ta hời hợt hờ. các bạn phải xác định rõ các cái yếu tố ảnh hưởng này các cái bên liên quan họ như thế nào họ tính cách họ đặc điểm ra sao để mà người, các bạn thứ nhất là các bạn hiểu về cái công việc của họ các bạn nắm về hoạt động về hành vi và những cái đó nó ảnh hưởng như thế nào đối với cái công việc của các bạn các bạn xử lý các cái bên liên quan nó cho phép các cái ba có cơ hội lập kế hoạch cụ thể về sự hợp tác về sự gắn bó của họ các bạn sẽ thấy là chúng ta có những cái kế hoạch ví dụ đối với nhà góc độ mà chúng ta nhà các bên liên quan tích cực thì sao chúng ta có thể là chúng ta hậu, cố gắng làm việc nhiều với họ À, đôi khi nó một cách uh, uh, tiêu cực một tí là chúng ta sẽ khai thác họ một cách triệt để nhưng mà đối với các bên liên quan mà tiêu cực thì các bạn sẽ thấy là chúng ta phải có lập những kế hoạch về mặt giao tiếp những kế hoạch chúng ta và đồng thời bắt bên liên quan về mặt tiêu cực cái đôi khi nó cũng làm chúng ta nhìn thấy có độ tích cực nó cũng là một cái nơi mà các bạn sẽ phải là nó thôi thúc các bạn nó tạo một cái động lực cho các bạn phải lên kế hoạch một cách cụ thể rõ ràng các, tạo một cái động lực là các bạn phải có một cái kế hoạch làm việc một cái kế hoạch hành động một cách cụ thể rõ ràng đối với các cái bên tiêu cực đó đâu tại vì sao tại vì họ là những người tiêu cực họ tác động tiêu cực vào thì các bạn thứ nhất là đôi khi ví dụ họ khó chịu đi họ không có dành nhiều, nhiều thời gian cho bạn thì các bạn phải sử dụng các bạn phải có một kế hoạch sử dụng thời gian của họ một cách hiệu quả cũng như là đôi khi họ là những người khó tính chẳng hạn thì các bạn càng thôi thúc các bạn phải có một cái kế hoạch một cách cụ thể rõ ràng chứ chúng ta không làm một kiểu lơ tơ mơ được cái nào đó nó cũng sẽ có hai mặt về mặt tích cực và về mặt tiêu cực thôi tuy nhiên là một người làm ba nói chung thì các bạn phải có một cái kế hoạch về mặt giao tiếp về mặt hoạt động một cách cụ thể rõ ràng dành cho các bên liên quan đó tiếp theo các bạn sẽ thấy là chúng ta cần phải phân tích những cái dạng thái độ như thế nào đối với cái các bên liên quan như thế này Đầu tiên là các bạn phải có những cái mục tiêu kinh doanh, một uh, mục tiêu của sáng kiến và một cái giải pháp được đề xuất. Mỗi stakeholder người ta sẽ có những mục tiêu kinh doanh khác nhau. Mỗi stakeholder sẽ có những cái mục tiêu yêu cầu của cái sáng kiến cũng như là mọi người sẽ có những giải pháp đề xuất khác nhau. Thì việc mà chúng ta phân tích theo từng tính cách, theo từng chân dung, theo từng cái cơ hội, theo từng cái góc độ, theo từng cái thái độ liên quan tới mục tiêu đó là một cái yếu tố rất là quan trọng tại vì nó các bạn phải xem nó có match với cái mục tiêu của mình hay không. Tiếp theo là mạng Business Analysis in general. Thì ở đây có thể hiểu nó như là phân tích mục tiêu kinh doanh, phân tích về liên quan tới các cái yếu tố liên quan tới công việc, liên quan tới profit, liên quan tới cost, liên quan tới income, vân vân Mức độ quan tâm tới sự thay đổi. thì như mình nói là có sẽ có nhiều thời sẽ có người hời hợt, sẽ có người nhiệt tình. The sponsor, các cái nhà tài trợ. Team member and other stakeholder các cái yếu tố liên quan tới việc là các cái team member nó phải cấu phối hợp làm việc như thế nào ra sao collaboration and team based approach các cái phương thức mà các bạn uh, phát triển dự án các cái phương thức các bạn quản trị dự án uh, các cái phương thức mà các bạn uh, làm việc team làm việc nhóm vân vân rồi các cái bên liên quan có thái độ tích cực có thể là những nhà vô địch mạnh mẽ và những người góp trong đóng góp lớn cũng dễ hiểu thôi những bên liên quan mà họ sẽ nhiệt tình họ sẽ uh, ok thì tất nhiên là cái dự án sẽ rất là thành công nó dễ dàng thành công hơn so với các bên liên quan tiêu cực uh, ngoài ra uh, các cái bên liên quan đôi khi họ sẽ cảm thấy là ủa mình tham gia những cái này để làm cái gì mình thực hiện những cái công việc những cái góc độ này để làm cái gì Đúng, mình có dính cái gì đâu thì vấn đề ở đây thì các bạn thấy là họ sẽ đôi khi họ sẽ hiểu sai giá trị thứ nhất là hiểu sai giá trị đang được cung cấp và cũng như là hiểu sai giá trị được cung cấp cả hai khía cạnh và những cái này cái vai trò của một bạn ba các bạn phải giải thích các bạn phải đánh giá bạn, bạn giải thích bạn training bạn đào tạo nói chung là góc độ là các bạn phải cung cấp đầy đủ các thông tin về các khía cạnh một cách rõ ràng cái vai trò của họ, cái mức độ ảnh hưởng của họ để cho các các bên liên quan, cho dù là họ có tiêu cực đi chăng nữa, họ có thiếu nhiệt tình đi chăng nữa, thì các bạn thấy là họ cũng hiểu được giá trị của họ và từ đó họ sẽ cung cấp được cho các bạn những cái góc độ mang tính gọi là uh, chính xác hơn. Họ sẽ nhìn nhận lại góc độ của họ và họ sẽ uh, tiếp cận bạn, họ sẽ hỗ trợ bạn một cách nhiệt tình và cố gắng hơn rất là nhiều so với việc là các bạn cứ kêu họ là, ừ anh tôi cần anh cần như thế nào giá trị của họ lại là văn sao cũng như là mọi thứ là các bạn có thể hiểu là có qua có lại thôi à, tôi kính anh một thước anh tính tôi một trường thì như là vậy thì các bạn sẽ thấy là tất cả mọi thứ một bạn ba đây các bạn sẽ thấy là chúng ta phải đứng ở một cái góc độ một cái vai trò ở giữa đúng không ạ chúng ta phải thực hiện thường xuyên là chúng ta phải trao đổi uh, trao dồi trao đổi về mặt về quan hệ về mặt uh, uh, hướng dẫn về mặt cung cấp thông tin để mà đảm bảo các bên liên quan dù là tích cực hay tiêu cực hiểu rõ cái giá trị của họ và họ sẽ sẵn lòng để mà phối hợp với bạn một cách tốt nhất nội dung tiếp theo đó là decision making authority cái thẩm quyền ra quyết định các bạn sẽ thấy là đối với ba các bạn sẽ thấy là trong quá trình thực tế làm việc chúng ta sẽ có rất là nhiều trường hợp là chúng ta sẽ không biết là người quyết định là ai ai là người sẽ đưa ra decision để mà quyết định chốt điều các cái hoạt động cũng như là các bạn sẽ thấy là nếu như chúng ta không xác định rõ những cái thẩm quyền đã quyết định, những cái thẩm quyền của từng người từng người thì đôi khi sẽ có khái niệm về mặt lớn sân và sẽ từ đó nó sẽ tạo ra những cái mâu thuẫn trong quá trình làm việc. Thì đối với các bạn BA, các bạn phải xác định cấp độ thẩm quyền, cấp độ quyền hạn mà một bên liên quan là một người liên quan. Các bạn sẽ xác định các cái cấp cấp độ quyền hạn mà một bên liên quan có đối với các hoạt động về mặt công việc BA, về các cái sản phẩm, về các cái thay đổi trong công việc kinh doanh, trong công việc phân tích khi mà chúng ta hiểu các cái thẩm quyền giúp người lại bỏ sự nhầm lẫn trong quá trình phân tích nè, các bạn đảm bảo là các bạn ba cộng tác với các bên liên quan thích hợp cũng như là chúng ta có thể là khi bất kỳ một cái giai đoạn nào cần quyết định cần có cái sự cố thì cũng sẽ được sự chấp thuận và các bạn cũng sẽ biết được ai tiếp theo đó là level of power on influence cái khái niệm này level of power of all influence cái khái niệm này các bạn sẽ thấy là đôi khi nó hơi mơ hồ nhưng mà các bạn hiểu được là cái mức độ quyền lực và mức độ ảnh hưởng trong một cái dự án á, thì nó sẽ thấy là đây là một cái vấn đề có thể nói là invaluable đôi khi nó mang tính là vô giá và nó sẽ cả các bạn sẽ tìm được những cái yếu tố liên quan tới việc là các bạn làm sao để mà xây dựng cái mối quan hệ xây dựng cái sự đồng tin à, đây là một cái niệm thật sự từ đầu đến cuối á, thì bản thân mình á, đôi khi mình cũng cảm thấy khá là mơ hồ à, góc độ này thì các bạn sẽ thấy là à, nó có những cái khía cạnh về mặt tiêu cực và nó có những khía cạnh về mặt tích cực cái mức độ quyền lực và ảnh hưởng này À, đôi khi ở góc độ về mặt uh, tích cực đi thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có những cái quyền lực ví dụ như là quyền lực về mặt quyết định ví dụ như là các bạn thấy trong quá trình các bạn làm á, có những cái yêu cầu mà các bạn đòi hỏi là cần phải nhanh phải gấp tuy nhiên các bạn sẽ bị một cái vấn đề là đôi khi cái người mà làm cho các bạn ở cái công việc nhanh và gấp đó họ không thích làm họ ích kỷ hoặc là họ không muốn làm thì đôi khi cái yếu, yếu tố về mặt mức độ quyền lực mức độ ảnh hưởng thì các bạn có thể nhờ những cái mối quan hệ mà cao hơn những mối quan hệ mạnh mẽ hơn là chỉ định đôi khi là từ có thể là khuyên can cho tới là khía cạnh mạnh hơn là khía cạnh chỉ định là chúng ta phải, là cái người cái stakeholder nó phải làm cho bạn phải làm cho bạn để mà hoàn thành cái dự án đó là một thứ Ừ, cái thứ hai thì là đôi khi các bạn sẽ thấy là các bạn trong quá trình làm việc các bạn cần những cái nhà cung cấp cần những cái thông tin bên lề thông tin bên ngoài vân vân thì các yếu tố về mặt quyền lực về mức độ ảnh hưởng này cũng sẽ hỗ trợ cho các bạn. ở ừ, tuy nhiên thì các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta làm về các yếu tố về mặt mức độ ảnh hưởng này nếu mà chúng ta không làm tốt thì nó sẽ tác động vào thứ nhất là đôi khi là những người mang tính là miệng bô ba nhưng mà cuối cùng là chúng ta hay gọi là thùng rỗng kêu to bề ngoài thì các bạn nghĩ nó là một cái yếu tố là một người khá là quyền lực khá là có sức ảnh hưởng tuy nhiên là ở bên trong khi mà nhờ việc hay là cái gì đó ta không có gì hết ở cho nên là các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta làm về các cái công việc người liên quan này chúng ta cũng phải tìm hiểu khá là sâu tìm hiểu rõ để mà chúng nó tránh được những cái tác động tiêu cực cũng như là ok nếu như trong cái planning chúng ta có những mối quan hệ đó chúng ta có những công việc đó thì chúng ta planning vào tuy nhiên các bạn cũng phải có plan b có kế hoạch b để mà chúng ở trong trường hợp mà những cái đối tượng đó những cái stakeholder đó người ta không làm được thì các bạn sẽ có những cái phương án thay thế như thế nào các bạn cũng phải tính đến những cái yếu tố rủi ro đó tiếp theo là xác định sự hợp tác của các bên liên quan thì qua cái quá trình phân tích các bạn thấy là chúng ta đã qua những cái, cái góc độ những cái yếu tố mà chúng ta cần phải take care để mà chúng ta làm việc và nói chung là chúng ta xác định rõ các cái bên liên quan phù hợp thì cái mục này chúng ta sẽ nói về những cái yếu tố liên quan tới tác động vào cái mức độ hợp tác của các bên liên quan. Đảm bảo sự hợp tác hiệu quả với các bên liên quan là một điều rất cần thiết để duy trì sự tham gia của họ vào các hoạt động của BA. Hợp tác có thể là một cái sự kiện tự phát. Các bạn sẽ thấy là đôi khi chúng ta cần một cái bạn nào đó một cách chức thời. Sẽ có những cái stakeholder nó mang tính là hợp tác lâu dài nhưng sẽ có những stakeholder mang tính tức thời. Tuy nhiên thì cho dù là nhất thời hay là lâu dài á, thì các bạn cũng sẽ hiểu là cái sự hợp tác nó luôn phải có một cái chủ đích, một cái mục đích, một cái chủ ý nào đó và phải có kế hoạch và có các cái hoạt động, có các cái plan về các cái activity, có các kế hoạch hoạt, hành động cụ thể hiệu quả đối với khi mà các bạn sử dụng về các stakeholder. À, đối với khi mà chúng ta nói về cái việc hợp tác này vì BA có thể sử dụng các nhiều là các cái phương pháp khác nhau trong các cái hoạt động phân tích kinh doanh có rất nhiều các phương pháp để mà các bạn có thể thực hiện thì quan trọng nhất đó, đó là uh, chúng ta phải xác định rõ một cái mục tiêu các bạn cần những cái hợp tác để làm cái gì họ phối hợp họ hỗ trợ như thế nào some consideration một số cái yếu tố mà các bạn cần phải quan tâm khi mà các bạn thực hiện các cái công việc liên quan tới hợp tác này thứ nhất đó là cái thời gian và cái tần suất của việc hợp tác mỗi cái việc hợp tác nó phải như mình nói nó có những cái việc hợp tác nó sẽ lâu dài nhưng có những cái là rất rất thời location. Ví dụ như là các bạn sẽ thấy là có những người người ta sẽ thường trực, người ta sẽ liên tục ở bên cạnh bạn nhưng sẽ có những người người ta sẽ một phần nào đó thôi, họ sẽ đi tới họ sẽ ở nước ngoài, họ sẽ hoặc là không cùng một tỉnh, một thành phố. Thì lúc đó các bạn sẽ thấy là chúng ta phải có những cái yếu tố về mặt kế hoạch làm việc để mà làm sao mà ví dụ họ có đi công tác hay cái gì đó chúng ta có thể khai thác một cách hiệu quả. Available tools, chúng ta sẽ có những cái công cụ nào? Deliver method À, chúng ta phải có những cái phương thức uh, phân phối là các bạn sẽ in person hoặc là không tức là online hay offline. Reference of a stakeholder, cái sở thích của các bạn liên quan, cái, cái ứng thú của các bạn liên quan tại vì có thể là bạn cần người đó đó. Bạn cần người đó đó nhưng mà họ không thích là cái công việc đó. Bạn sẽ có những kế hoạch là phối hợp, bạn phải có những cái kế hoạch mà uh, trao đổi vân vân để mà thuyết phục họ. Thì uh, cái việc mà các bạn uh, xác định những cái cân nhắc này thì các bạn nên có một cái kế hoạch hành động cụ thể một cái yếu tố thay đổi ở các kế hoạch này nó liên quan tới việc là các cái yếu tố mà có thể tạo được cái sự thay đổi nè các kế hoạch có thể được xem xét lại kế hoạch b và có thể thực hiện được cái mức độ điều chỉnh cái mức độ quyết định nó như thế nào À, thì các bạn thấy là đối với cái việc mà các bạn nói về cái việc mà hợp các bên liên quan đây là các bên là nói chung là đôi khi họ là một người bên ngoài họ chỉ mang tính là hỗ trợ nhất thời phải xác định đó cái giá trị mà họ mang lại thì cũng như là giải thích cho họ cái vai trò của họ trong thực tế để mà đảm bảo được là khi mà các bạn làm khi mà các bạn vào việc các bạn không có bị bỡ ngỡ các bạn không có bị là giống như là bị hố hàng khi mà các bạn thực hiện các cái công việc này ha khi mà các bạn cần một người nào đó hỗ trợ cho các bạn nhu cầu giao tiếp của các bên liên quan một người BA chúng ta phải đánh giá là những cái nhu cầu về giao tiếp là những cái những những gì cần truyền đạt các bạn cần phải trao đổi cái gì các bạn cần phải truyền đạt cái gì phương thức phân phối phương thức phân phối thông tin cái phương thức mà các bạn trao đổi là gì bằng văn bản hoặc bằng lời nói đối tượng thích hợp là ai đối tượng nghe đối tượng người nghe thích hợp là ai những vấn đề khi giao tiếp xảy ra cái tần suất của việc giao tiếp vị trí địa lý của các bên liên quan những người sẽ được các bạn sẽ thấy là nhiều vị trí địa lý đó nó, nó sẽ ảnh hưởng vào cái việc và các phương thức liên lạc các phương thức giao tiếp rất là nhiều bản thân hiện nay ở thời điểm làm video này chúng ta còn bị các yếu tố liên quan tới dịch bệnh covid 19 chín nữa thì cái việc mà geographic nó cũng chỉ là một phần thôi đôi khi các bạn cùng tỉnh thành phố nhưng mà các bạn bị giãn cách các bạn không đi được thì sao chúng ta phải thực hiện rất là nhiều cái, những cái công cụ những cái tool những cái plan để mà các bạn có thể giao tiếp một cách hiệu quả nhất mức độ chi tiết cho về mặt giao tiếp tại vì các bạn thấy đôi khi chúng ta phải liên quan tới các yếu tố về mặt thỏa thuận bảo mật chẳng hạn các bạn giữ các cái thông tin một cách bảo mật chứ không phải là thích nói gì thì nói level of formality of communication cái mức độ và hình thức nói chung là cái mức độ mang tính là lịch sự thoải mái trang trọng hay là một cách coi như là bình dân nên phải xác định những cái đó thì các cái cân nhắc về mặt giao tiếp này có thể được thành lập bằng văn bản để mà tạo thành một giống như là một cái kế hoạch truyền thông các bạn thấy là cái việc giao tiếp này đôi khi nó không phải là các bạn thích nói gì thì nói, thích làm gì thì làm Mà chúng ta phải căn cứ vào từng cái đối tượng khách hàng khác nhau Căn cứ vào từng cái đối tượng người dùng khác nhau Căn cứ vào từng cái đối tượng sếp khác nhau, team dự án khác nhau, đối tác khác nhau, supplier khác nhau Mà chúng ta các bạn có một cái kế hoạch, có một cái lộ trình, có một cái uh, giống như là một cái phương thức ứng xử cho từng cái đối tượng Guideline and tool, những cái hướng dẫn và những cái công cụ ở đây các bạn sẽ thấy là chúng ta có ba cái guideline tool để mà các bạn có thể sử dụng khi trong quá trình các bạn plan stakeholder engagement. Cái công cụ đầu tiên các bạn sẽ thấy là Business Analysis Performance Assessment. Nó cung cấp những cái kết quả của các đánh giá trước đó để mà các bạn có thể như là tham khảo các bạn có thể tham khảo và cũng như các bạn có thể là tổng hợp lại những cái chuyện đó những cái đánh giá trước để mà các bạn có thể có một cái một cái điểm tựa một cái định hình ban đầu change strategy được sử dụng để mà cải thiện việc đánh giá tác động của các bên liên quan và phát hiện các chiến lược gắn kết các bên liên quan hiệu quả hơn. Current State Description cung cấp bối cảnh mà cái công việc cần được hoàn thành. Cung cấp cái bối cảnh thực tế, cung cấp cái bối cảnh mà các cái công việc cần được hoàn thành. Thông tin này sẽ dẫn tới các cái việc phân tích các bên liên quan hiệu quả hơn và hiểu rõ các tác động của các cái thay đổi mong muốn thì các cái guideline này thì trong các cái nội dung tiếp theo trong các AI khác á, thì các bạn sẽ được nói rõ hơn về những cái này thường các cái guideline tool này á là thường là các cái công cụ các cái công việc các cái nội dung sẽ nói được trong các cái AI tiếp theo Tiếp theo là phần techniques thì các bạn sẽ có các cái kỹ thuật mà các bạn có thể tham gia, các bạn có thể sử dụng khi mà các bạn phân tích về mặt uh, stakeholder. Các bạn sẽ có brainstorming, business rule, document analysis, interview, vân vân Các cái techniques này thì nói khi mà mình nói về cái chương tiếp theo, chương 10 thì mình sẽ nói uh, từng cái techniques đó cho các bạn ha. Stakeholder, những cái bên liên quan mà sẽ tác động vào cái việc mà stakeholder engagement này. Chuyện đầu tiên là khách hàng các bạn sẽ có là các cái nguồn khách hàng bên ngoài nè uh, domain subject matter expert để giúp cho các bạn có thể xác định các cái bên liên quan và bản thân họ có thể được uh, hỗ trợ cho các bạn về các chuyên môn end user người dùng cuối uh, quản lý dự án regulator để mà các bạn có thể hiểu là uh, chúng ta sẽ có các cái bên uh, các cái cơ quan quản lý các cái cái đại diện các cái yếu tố về mặt legal sponsor nhà tài trợ và cũng như là supplier các bạn đã hiểu là đây là những cái bên liên quan tác động vào sự thành công của plan say, stakeholder engagement nhá chứ không phải là các stakeholder này là các list các cái stakeholder mà các bạn ấy đâu nhưng mà có nhiều đây thì các bạn thứ nhất là rất là chung chung thứ hai là các bạn cũng nó, nó thiếu cũng rất là nhiều thứ và cuối cùng á là output của cái stakeholder engagement là cái gì thì đó là cái phương pháp mà các bạn xác định cái việc tiếp cận cái stakeholder engagement approach thì nó bao gồm các danh sách các mối liên quan nè các cái các cái đặc điểm của họ nè cái list các cái danh sách về mặt vai trò nè các cái trách nhiệm của họ đối với cái sự thay đổi trách nhiệm của họ và công việc cái đầu ra của cái này nó cũng là các cái phương pháp cộng tác các cái phương pháp giao tiếp BA sẽ phối hợp với các stakeholder BA sẽ sử dụng trong quá trình khởi xướng trong quá trình làm việc vân vân tổng quan lại qua cái phần về stakeholder engagement thì các bạn thấy vai trò của việc xác định stakeholder nó rất là quan trọng các bạn sẽ thấy là trong quá trình làm việc thực tế các bạn sẽ khá là dành ít thời gian cho cái việc này, đặc biệt là đối với các bạn ITBA. Đối với các bạn ITBA mình thấy là các bạn các bạn thường tập trung quá nhiều vào user, các bạn dành khá ít thời gian cho việc là phân tích một cái bức tranh tổng quan về tất cả các stakeholder có thể liên quan ở đây khi mà các bạn xác định xét founder thứ nhất là ok các bạn có thể xác định rõ thêm dự án này. các bạn sẽ xác định về mặt user các cái yếu tố end user liên quan nè các bạn cũng sẽ xác định các cái regulator các bạn sẽ thấy là nhỏ thì có thể là khối phòng ban trong một công ty trong một tổ chức mà nó ảnh hưởng tới cái sản phẩm đầu ra lớn thì có thể là các cơ quan pháp lý cơ quan chính phủ mà tác động vào việc là cái sản phẩm nó có được đưa ra thị trường hay không rồi tiếp theo các bạn sẽ thấy là sponsor ta sẽ hỗ trợ các cái công việc về mặt tiền bạc về mặt hạ tầng về mặt này kia supplier về mặt phân phối thiết bị mạng hạ tầng rất là nhiều thứ các bạn làm it cái bay không phải là các bạn cứ quanh quẩn là các bạn làm sản phẩm phần mềm làm hệ thống làm data vân vân để hoàn thành một cái sản phẩm đầu ra một cách hiệu quả một cách đảm bảo được cái việc là nó có thể go live nó có thể đưa ra thị trường thì các bạn sẽ đòi hỏi rất là nhiều cái phân tích rất là nhiều cái Bên liên quan khác nhau để mà hoàn thành và những cái đó sẽ giúp cho các bạn thôi, giúp cho các bạn gia tăng cái dự án thôi. Còn non IT thì đơn giản là thực sự non IT để mà làm thành công chúng ta phải có rất là nhiều cái phân tích về stakeholder. Tại vì mỗi stakeholder sẽ có những mong muốn, những cái needs, những cái yêu cầu khác nhau. Hy vọng qua cái chương này sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn về stakeholder. Hai lúa cho các bạn. Chúc các bạn thành công.